vật nuôi lớn thần tốc khi được bổ sung nguồn thức ăn này. Sau khi thủy phân ấu trùng ruồi lính đen, sẽ thu được sản phẩm dịch sệt có thành phần giàu axit amin, bột đạm có nhiều axit amin tiêu hóa, peptide sinh học khiến động vật tiêu hóa nhanh hơn, hệ số chuyển đổi thức ăn cho động vật hiệu quả hơn. Ấu trùng ruồi đen và lợi ích không tưởng. Bổ sung canxi và phốt pho cho gia cầm như gà, vịt, ngan, ngỗng. Trứng lớn hơn, lòng đỏ to hơn, màu đỏ đậm hơn. Giúp bổ sung chất dinh dưỡng, tăng sức đề kháng, kích thích ra lông tốt, màu sắc đẹp. Phù hợp với nhiều loại thú cưng khác như cá cảnh, chim cảnh, bò sát, kỳ tôm. Là loại côn trùng có ích, chúng có thể xử lý rác thải hữu cơ thành đạm, thành phân bón. Đây là nguồn thức ăn tối ưu. Côn trùng phát triển và sinh sản một cách dễ dàng, có hiệu quả chuyển hóa thức ăn cao cho chúng là sinh vật máu lạnh và có thể được nuôi trên chất thải sinh học. Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thông tin sản phẩm cũng như tư vấn về ruồi lính đen.